Xong rồi. Ôi anh ơi đừng. Anh ơi. Anh ơi. Anh điều lời. Ui. Anh ơi. Ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với con Buckshot Roulette. Đấu súng có quay Nga ấy. Thì anh em nào chưa biết thì là anh em mình cầm súng, xong rồi trong đấy có viên đạn có, viên đạn không. Đấy. Nói chung là game cũng 90% là nhân phẩm. Thì để xem nhân phẩm của tôi hôm nay như thế nào. Let's go. Free sợ à? Má ơi, vào game nó khích luôn mà. Ê à. Còn 3 vũ trường giữ vậy. Cảm ơn tiền mọi người. Này là giấy miễn trừ trách nhiệm. Ok, nghĩa là chơi sao phải chịu hả? Tôi sẽ quyết định đặt tên là Đạt. Tôi sẽ dùng vía của anh Đạt. Pháp sư, một trong những pháp sư mà tôi biết. Pháp sư thì không thể thua được. Ba ván. Hai mạng. 3 viên, 1 viên chết. Ok. 3 viên, 1 viên đỏ. Sát thương bắn bản thân hoặc là bắn dealer. Oh. Làm nháy. Sai. Bây giờ tỷ lệ 50-50 đúng không? Làm nháy nữa cho điều lừa sợ. Ây sợ. Bận hạ mày đến rồi. Ấn chưa? Khoan. Quả à, nghĩa là ổ đạn nó lắp có 3 viên. Xin lỗi tôi này. 3 viên đỏ và 2 viên đen. Oh. Má. Nghĩa là ổ đạn lắp bao nhiêu viên thì có bằng mấy. Ok. Làm nhanh. Rồi. Tỷ lệ là 3-1. Mày. Này. Bắt đầu biết cách chơi đấy. À, thôi, thôi cứ thôi. Anh ơi, thôi 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 em lỡ. Ô. Má, điều lơ đần như thế này. Tưởng game như nào. Sức mạnh của phù thủy đạt. Bắn hai luôn. Đồ à? Đồ đúng không? Ai ai từ mỗi lượt. Thêm ai từng về mỗi vòng. À ok. Thuốc lá. Lại thêm bao nữa. Một mạng. 50-50. Đúng một viên. À đủ. Cái này thêm một thêm một mạng. Hủy 50-50.
50-50 chết luôn. Ok, đi hết súng rồi. Hơi ngáo tí, làm sao làm sao. Gót á. Chúa cũng bị đập ở đây ạ. 4 viên à. Ok. Làm nhanh. Anh đạt. Vãi rồi. Xong rồi. Khoan đã. Cái viên còn lại là viên còn lại hai đạn thường. Viên còn lại không phải không phải đạn đỏ. Nào mình phải dùng đồ đã. Còng tay luôn. Let me check thử đồ. Ba đỏ hai đen. Đấy. Máu đã làm điếu thuốc. Làm điếu thuốc có tỉnh người. Check. Mình có thể soi được xem là bắn. Chết rồi, lỡ tay, dừng lại, anh ơi. Má. Thôi xong rồi. Thôi còn đập làm gì nữa anh. Ôi combo. Ây da. Có còn châm lộ liệu đấy không anh? Để xem người ta biết đấy. Anh đã chấp thì em nhận một viên. Ba đỏ ba đen. Skip tuần tiếp theo của dealer. Làm việc. Có tận 3 viên đen mà. Đây. Anh đã tới. Xong rồi. Ôi anh ơi đừng. Anh ơi. Anh ơi. Anh điều lời. Ui. Anh ơi. May mắn đấy. Bác sĩ cứu mình dậy đây. Dậy đi Đạt. Dậy đi. Rồi. Trời. Một lần thôi. Chết đúng một lần thôi. Khi mày để anh đang quay trở lại mày chết chắc rồi. Lá này, bia này, ok. 4 mạng. Thử 50-50. Thôi xong mày chết chắc rồi.
Mày chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Một khi anh đã biết chơi thì soi phát ra bằng làm viên vào đầu luôn, làm viên vào đầu luôn. Lại xích. Ok, không sao. Không sao cả. Ai đỏ rồi, bây giờ chỉ còn đen thôi. Khoan. Một diêm. Nào. Ba đỏ hai đen. Dao sẽ gây hai đam. Súng sẽ gây hai đam à? Ba đỏ hai đen. Làm lo bia. Skip một tên. Ai à, mất một viên đỏ. À, mất hai viên đỏ rồi. Shiba. Không, thế thì tỷ lệ giờ tận hai viên đen cơ. Mãi. Thế đéo nào, ba viên đỏ liên tục. Má, sao mình đen được như vậy? Anh làm mẫu quá anh ơi. Thề đen vãi. Thế là ba viên đỏ liên tục ạ. Đùa. Ba đỏ ba đen. Làm điếu đã. Thêm điếu nữa đi cho chắc ăn. Rồi, ba đỏ ba đen đúng không? Các bạn tin tôi không? Các bạn tin tôi, đây chắc chắn là viên đỏ. Đây chắc chắn viên đỏ, một phát end game luôn này. Một phát. Tôi xong rồi. Má sao? Sao mình giơ súng lên thì nã phát vào đầu mình luôn mà. Non. Bây giờ thì 50-50 mà. 50-50. Không thể nào. Má. Đầu đấy. Xóa này. Thế tỷ lệ bây giờ là còn một đỏ hai đen à? Tin đâu. Mặc dù tỷ lệ là một đỏ hai đen nhưng mà viên này chắc chắn là viên đỏ. Một phát.
Được, mình không chết ở đây được. Chết một lần thôi. Lật keo này, lật keo này. Sao một còng 5 đỏ, 5 đỏ 2 đen, thôi xong rồi. Còng vào lã. Còng vào. Không thể nào 5 viên đỏ mà không trúng được. Thế khi nào có chuyện đấy được. Sai. Đấy. Tất cả nó trong tính toán, không 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 có gì về. Vì anh đạt, vì anh đạt. Màn cuối rồi. À xem nào. Đang dài chúng ta đến đây. Không có ấy đâu. Không hồi sinh đâu. Ok bạn ơi. Không biết hồi sinh rồi. Căng thẳng đấy. 4 item mỗi lượt. Nếu em dùng đồ nhiều nào. Hai đen một đỏ à. Tiêu viên đầu không thể là viên đỏ được. Hey, bây giờ tỷ lệ chỉ là 50-50 thôi. Còng nó lại. Skip. Đúng không? Bây giờ nếu mà mình còng lại thì mình còng lại thì mình cứ vã hai viên vào đầu dealer thôi. Hợp lý. Sai. Đơn giản. Xong rồi viết còn lại thì như nào cũng được. Giả rồi viết còn lại bên đen. Này, bắn dọa đi lơ văn. Dẫn trước đã. Phải rồi ba con dao. Đỏ bốn đen. Bốn đỏ bốn đen. Tận 4 viên đen cơ mà. Không thể nào mà mình trúng ngay viên đầu được. Đấy. Bây giờ thì lại là 3 đen 4 đỏ. Thử phát. Thử phát. Ê. Rồi. Giờ có 4 viên đỏ. Ê, cơ mà nó còn 3 cái còng kìa. Ôi ơi. 4 đỏ 1 đen cút rồi. Ôi. Má giờ phun đỏ. Anh như anh chấp hơi sâu đấy. Sao lại làm điếu hồi lại máu. Chết chết chết. Chấp lộ thế người xem biết hết đấy anh ơi. Đi về đúng là chấp rồi. Ôi! Anh ơi! Má, anh làm cho một nháy hai viên. Khoan. Nhưng mà bây giờ phun đỏ mà đúng không? Thôi xong rồi. Cứ làm điếu thuốc cho tỉnh người đã.
Đâu? Chơi shotgun của tôi. Làm viên. Chơi shotgun. Khoan, ta mình phải cong vào chứ. Ná ngu rồi, đang phải cong vào chứ. À, đang cộng vào là đớp thêm phát nữa rồi. Đúng rồi. Bia. Lá với dao. Ba đỏ, hai đen. Nào, làm điều đã. Đâu khắc có đó. Xem viên gì nào. Đây rồi. Bây giờ hai máu rồi. Cộng lại đi. Ok, xong rồi. Hai đam là nó. Hai đam chết chưa ta? Are you ready? À, không hồi sinh nữa đúng không? Không 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 hồi sinh nữa. Ok. Làm điều cho đỡ run, làm điều đỡ run. Mình tận hai cái lắc. Bây giờ chỉ còn một viên đen nữa. Hai viên đen. Chứ quên mất tỷ lệ bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là 2-1 đúng không? Tỷ lệ là 2-1 đúng không? Bây giờ mình có hai viên đỏ nữa đúng không? Đấy. All in. Cái gì đây? À, tôi ăn cướp rồi. Chặt luôn mà. Luôn mà. Kính. Kính. Hai kính, hai kính. Đầu xu thế. Bốn đỏ, hai đen. Nào. Làm điều đã. Tôi sợ chết, tôi sợ chết. Nào. Ôi. Ôi. Mẹ đồng chí nha. Mang tiền về cho mẹ. Xong. Bang bang. Đó là cái đầu. Nó là trình độ. Ây da, em xin, em xin. Lên nhạc. Here comes the money. Here we go, money talk. Nói gì đi ạ? Xin giới thiệu Mr. Đạt. 62.000 đô. 83 mấy thằng cò quay Nga này. Tuổi